Chào quý anh chị, cô chú và bà con cô bác. Hiện tại thì Khoa đang có mặt tại xã Tân Thới của huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Thì đây chính là cái ngôi nhà vườn trên tổng diện tích là 1.188 m². Đất mình đất vườn hết cô chú anh chị. Mình đây mình có được căn nhà ba gian còn rất là kiên cố. Cô chú anh chị vô mình sơn sửa tí xíu là mình xách vali mình vô nở ha. Cọp kèo ton này nọ, cửa này còn rất là mới ha cô chú anh chị. Căn nhà này tổng diện tích nó khoảng 300 m² á. Còn lại thì thửa đất của mình ha. Thửa đất của mình với mặt tiền ngang con đường từ cây cột này ha, chạy sâu vô tới bên trong đó là khoảng 40 m ha. Chiều sâu đi xuống là khoảng 25 m. Đất thì cũng tương đối là vuông vức nha cô chú anh chị. Mình có được căn nhà nè cô chú anh chị. Đây căn nhà của mình thì nhà tường cũng sơn phết ha. Tôn cô chú anh chị thấy còn rất là mới nè ha. Cũng khoảng 90%. Nhà này cất thì chắc cũng khoảng 8-9 năm hả cô chú anh chị. Hiện tại thì gia chủ họ làm ăn xa, không có ở nên giờ kêu bán ha. Cửa thì cửa thao lao còn rất là mới ha. Này quý anh chị mình sơn sửa lại là ở được rồi nè. Đây cửa chính của mình đi vô ha. Tường bên trong cũng còn rất là mới nè. Đi vô thì mình đụng cái gian nhà bếp ha. Mình có được cái toilet bên trong. Đây tường của mình ha. Đây là phòng thờ kim luôn phòng khách nè cô chú anh chị. Đây phòng ngủ. Mình được một phòng ngủ, một phòng bếp, nhà tắm và một phòng khách kim phòng thờ ha. Nhà theo kiểu ba gian nha cô chú anh chị. Ở đây nhà dân cư khá là đông đúc ha. Ngoài đây chính là đoạn đường D của sông Cửa Trung. Thì từ vị trí cái ranh của mình đi ra lộ D thì tầm khoảng 10 m nè cô chú anh chị. Đây chính là đậu D của sông Cửa Trung. Đây hàng xóm rất là đông đúc ha. Nằm dọc theo tuyến đường lộ D này nhà cửa rất là đông đúc. Ô tô mình đi tới nhà luôn ha. Hệ thống điện nước đầy đủ. Nước thì nước thủy cục ha. Cô chú anh chị mình sử dụng nước thủy cục. Điện thì điện nhà nước có kéo vô nhà sẵn rồi ha. Bây giờ ví dụ như cô chú anh chị vô thì mình chỉ đăng ký mở lại điện là mình xài ha. Tại chủ không có ở. Phía sau thì mình vẫn có chuồng trại ha. Trên đất thì còn mấy cái máy nước xưa nè. Với cái chiều ngang là khoảng 40 m nè cô chú anh chị. Mình có luôn được một cái ao bên hông ha. Dừa thì dừa tơ chắc khoảng tầm khoảng 60-70 gốc dừa tơ nè. Bên kia thì đâm lưỡi mèo chuẩn bị có trái rồi ha. Bên hông nhà mình nè. Cô chú anh chị mình ở Sài Gòn về đất chắc tầm khoảng 75 km á. Còn cô chú quý anh chị nếu mà mình ở Long An thì về đây chắc tầm khoảng 40 km. Ở đây khu vực thì nước ngọt quanh năm hết cô chú anh chị. Đây trồng dừa rất là tươi tốt nè. Khu vực này thì hàng xóm thân thiện ở quê mà cô chú anh chị. Thích hợp cho cô chú anh chị mình về đây tài chính ít, mình về đây mình nghỉ dưỡng ha. Mình mua, mình có sẵn căn nhà mình vô mình ở luôn. Nếu mà tính theo giá trị hiện tại thì vật tư, vật liệu, công thợ này đó cô chú anh chị, mình cất cái căn nhà cỡ này thì nó chạy ra cũng tầm khoảng 200 triệu trở lên ha. Hiện tại thì chủ bán chỉ có 450 triệu. Mình vô mình có sẵn căn nhà luôn, đất vườn rộng rãi nữa. Vô thì sơn phết thì ở thôi. Khá là mới nha cô chú anh chị. Bình hông của mình ha. Đây thì nhà làm cửa sổ rất là nhiều cho nên rất là mát ha. Rồi thì
Cô chú anh chị mình muốn quan tâm tìm hiểu thì liên hệ cho Khoa. Số điện thoại là 033 444 7430. Khoa có xài Zalo ha. Và quý anh chị gọi thêm là 0766 450 076. Thì nhà mình hiện tại thì điện vẫn còn cung cấp nè cô chú anh chị. Vẫn còn cấp điện, chủ nhà họ vẫn đóng điện hàng tháng ha. Đây ha. Đèn mình mở vẫn còn sáng. Nước thì thủy cục. Rồi muốn tìm hiểu thêm thì liên hệ cho Khoa ha. Để được Khoa tư vấn cho ha. Rất là đẹp luôn. Rồi cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều nha. Nếu thấy yêu mến thì cho Khoa xin một lượt chia sẻ, một like, một đăng ký ha. Để Khoa phát triển kênh nhiều hơn ha. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.